Các em hãy làm bài thi thật nghiêm túc nhé. Cả lớp bắt đầu làm đi. Ok, mình biết hết các bài. Mình không biết bài nào. Hay là giả lên cơn đột quỵ? Thôi thật ngớ ngẩn. Chris, trật tự đi. Dạ, em xin lỗi cô. Ê, Madison. Gì? Giúp tớ đi rồi tớ cho kẹo, ok không? Cứ hiểu rõ bạn bè đấy, ok. Của cậu đây. Tuyệt vời, mình nên nghĩ ra cách này từ trước mới phải. Đáp án đâu? Tìm cái này hả? Vâng, đúng thứ em cần tìm đấy ạ. À, này, muốn ăn kẹo thì viết đáp án đây. Vừa đưa rồi cơ mà. Cậu phiền chết đi được. Đang đến này. Thân hả? Cái này thuộc về thùng rác. Cậu ấy ạ, à, bạn ấy ạ, à, không nhé, đâu phải. Làm gì có, đồ trí trá. Tôi dạy toàn đầu đất thế này. Chỉ muốn đọc sách cho mình lặng thôi. Để thử lại xem sao. Này, này. Gì nữa? Thấy thanh kẹo này không? Thanh này thì sao nào? Ok, con dê luôn. Làm sao cô không phát hiện đây? À, có cách. Nghĩ ra rồi. Mở cuốn sổ ra và dán một dải băng dính trong vào cạnh sổ. Dán khắp cả trang giấy luôn. Tiếp theo cắt bọt biển thành nhiều miếng nhỏ. Nhét một miếng vào bút nhớ nè. Giờ bạn đã có thể tiện lợi để xóa đi mọi thứ bạn viết. Sẽ không ai biết được. Ê, muốn biết đáp án không? Nhìn này. Cậu làm gì vậy trời? Chờ chút. Đáp án nè. Út tà tà, tớ chẳng bao giờ làm ra được kết quả đó. Mấy đứa lại làm trò gì đấy? Ơ, dạ, không có gì ạ. À, đây ạ. À, chắc mình bị hoa mất rồi. Suýt thì toi. Này, đưa kẹo đây cho tớ đi. Rất vui được hợp tác với cậu. Tập tốt lắm mấy cậu. Ôi, nhẹ cả đầu. Khoan, mình nên có sổ để ghi chép chứ nhỉ. Đây, mình cần thứ đó để viết. Cây bút. Đúng rồi. Không, không ở dưới này. Mình phải làm gì bây giờ? Này, con nàng thông minh. Yuhu. Tòa. Ừ, cho tớ mượn cái bút với. Ok, chắc tớ còn dư một cái. Cái này. Ngon, cảm ơn nhé. Ôi không, kệ mất rồi. Này cô nàng thông minh, hỏng rồi. Cho tớ mượn cái khác nhé. Cẩn thận đấy. Wow, cậu nhiều bút ghê. Ơ, bút cứ bị làm sao ấy nhở. Cầm đi. Đây, lấy cái này đi. Không biết cậu ấy có tính phí mình không nữa. Cô nàng thông minh, còn mỗi một cái đấy. Ok rồi. Khoan đã, mình nên làm gì với hộp nước trái cây này ta? Biết đâu dùng được ống hút nè. Chắc ổn đấy. Gỡ một cái bút ra. Nhỏ chút kẹo vào đáy của ống mực. Thế này nè. Tiếp theo, luồn ống mực vào bên trong một cái ống hút. Xuống đến phần có keo nhé. Bút trông giống ống hút, sẽ không có ai mượn nữa. Wow, trông hay chưa nè. Cho mượn bút với. Tôi có ống hút thôi, sorry. Ê bro, có bút bi không? Yes! Thôi tập trung làm bài cho xong nào. Đối tượng hôm nay là Unicorn Puppet. Ai vẽ xong cuối cùng sẽ thua. Tớ thắng rồi. Yeah, tớ thắng rồi. Nè 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 nè. Sẵn sàng chưa? Lúc nào cũng sẵn sàng. Không thành vấn đề nhá. Mình phải thắng, nhanh lên, cố lên. Thắng dễ như trở bàn tay, chuẩn bị thua đi. Hả, thế à, gần xong rồi. Nghệ thuật đích thực là... Mà thôi đi, phải tiếp tục thôi. Ôi bút chì, không dùng được nữa. Hết mấy cái, hết luôn rồi. Cậu ấy làm gì vậy? Phần cuối rồi. Ôi trời, phải xong phần này mới thắng được. Mình cần thêm bút màu.
cô ấy thì sao ta? Chậm rãi ổn định sẽ thắng cuộc đua. Không thể để cậu ấy thắng, nhưng hết bút màu rồi. Ủa, cậu ấy không còn cái bút nào. Rồi mình lại hối hận thôi. Để tớ xem nào. Phải có cách gì đó chứ nhỉ? Hello, nghĩ ra cách hay rồi. Dùng được ống hút này đó. Lấy một ống hút sạch và nhét bút chì vào trong đó. Làm tương tự với đầu kia. Vậy là đã có bút chì hai đầu. Tha hồ vẽ nhé. Mình không thể thắng dễ thế được. Này, cho cậu cả đấy. Bút chì màu. Vậy là tớ có thể vẽ xong tranh rồi. Cảm ơn cậu. Không có gì. Khoan. Bắt đầu trong 3, 2, 1, vẽ. Đây là lớp học máy tính. Chúng ta bắt đầu nhé. Đây là bàn phím và đây là các phím. Bây giờ là phần quan trọng nhất. Hãy làm lại theo cô. 1, 2, 3, go. Ok, cô sẽ phát laptop cho các em. Hãy xem xét và làm quen với nó nhé. Lớp này kỳ cục quá. Con phải nói. Thôi, cứ làm theo lời cô của em đi, Cheryl. Wow, laptop nhiều màu sắc quá. Ngon nghẻ đấy, Cheryl. Và của em đi, Jasmine. Cô có bị nhầm không ạ? Em ơi, đầy bụi rõ là bẩn. Chán như con rán. Dùng cái này mình xứng đáng được điểm A. Chẳng phải laptop, thảm họa mới đúng. Sao cũng được, cứ biết nghiệp quật là gì chứ. Ồ, thôi nào. Trong này còn ghê hơn. Bụi bặm dã man. Thầy sẽ chịu hẳn. Đống bụi trên laptop làm tớ bị dị ứng. Cậu bị sao thế? Nhìn tay tớ đi. Xin lỗi nha, tớ không cố tình đâu. Và tớ cứ tưởng laptop không thể bẩn hơn được nữa. Phải lau nó mới được. Sạch hơn rồi đó. Các em hãy làm quen với một số phím nhất định. Cô đã viết sẵn lên giấy nhớ để các em tiện quan sát. Nghiêm túc đấy hả? Mình có một ý tưởng. Nó sẽ làm cho buổi học này trở nên vui hơn. Mình sẽ chỉ cần một tờ giấy. Mình sẽ vẽ bảng chữ cái. Mỗi chữ cái mang một phong cách riêng độc đáo. Giờ thì tô màu thôi. Mình sẽ tô thật cẩn thận nè. Chắc chắn sẽ rất đẹp cho coi. Và tô hết các chữ cái còn lại. Mình sẽ dùng các màu khác để tạo nên sự đa dạng. Chỗ trống thì tô màu đen nè. Tiết này dần giống như tiết mỹ thuật rồi. Nhưng mình không chê đâu. Làm thế này vui quá. Gần hoàn thành rồi đó. Và chữ cái cuối cùng. Dễ thương xỉu. Giờ mình sẽ cắt chúng ra. Tiếp theo mình sẽ đặt chúng lên bàn phím. Dùng nhíp sẽ dễ hơn nhiều. Mình đã bôi keo vào mặt sau của mảnh giấy. Bởi vậy mới phải dùng nhíp đấy. Nếu không sẽ bị bẩn tay. Mình sẽ đặt lên các chữ cái tương ứng. Và thực hiện trên toàn bộ bàn phím. Wow, ú là trời. Tươi sáng và đầy màu sắc nhé. Dùng thử xem sao. Mình xứng đáng được điểm A. Hả? Mình phải nhìn gần hơn. Xuất sắc đấy, Jasmine. Này, có chuyện gì? Làm bàn phím cho tớ với, tớ trả tiền. Ok, con dê. Cảm ơn. Nhưng tớ sẽ phải làm gì với cái này? Cậu phải đưa cho tớ thứ khác. Ủa, rồi. Mình ghét khi bút chì bị gãy lắm luôn. Bực hết cả mình. Mà mình có em bé này, cậu ấy làm được tốt luôn. Chỉ cần xoay tay cầm thôi. Và rồi mình sẽ có bút chì nhọn hoắt. Cho vào chỗ với mấy cái cây khác nào. Mình có ý tưởng này. Đến lúc sáng tạo rồi đó, mình sẽ gấp một tờ giấy lại. Rồi vẽ mặt của quái vật xanh dương. Thể nào cũng hay lắm cho xem. Trông giống thật phết đấy. Khi đã xong thì tớ sẽ mở tờ giấy ra và hoàn thành bức tranh này. Mình cần thêm chút chi tiết nữa. Chuẩn, không cần chỉnh. Giờ tô màu nha. Mình hơi bị hài lòng luôn. Mình thích vẽ. Vẽ càng độc càng hay. Hả? Cậu đang làm gì đấy? Này, tranh của tớ mà. Quay lại đây. Cậu mang đi đâu vậy? Thế này là thế nào? Chuyện gì thế này không biết. Hả? Cậu đây rồi. Hai gái lại. Tụi tớ đợi cậu nãy giờ luôn. Cậu xinh thật đấy. Cô gái nào cũng thích trang sức. Nhất là mấy thứ mới được đào lên. Tụi mình có đồ đôi luôn nè. Đừng để cậu ấy mua trang sức tặng tớ nha. Sao thế? Thử thách đầu tiên nè. Làm trang sức cho tớ đi. Tớ không chắc về vụ này lắm. Thôi cứ làm đại cho xong. Không ngờ mình lại làm vậy luôn. Thôi nào, lên đây đi.
bắt đầu từ đâu nhỉ? Hay là ngón tay? Đừng nhìn tới kiểu ấy mà. Hay là dùng cái này? Tớ bó tay luôn. Chờ chút. Đừng làm như vậy. Tụi tớ biết mà. Tụi tớ giỡn với cậu thôi. Mình vẫn chẳng có ý tưởng gì. Dừng lại. Đừng di chuyển. Dùng dây buộc tóc của cậu đi. Này, của tớ mà. Vụ này quan trọng lắm đấy. Trời ạ, à, giờ tóc tớ sẽ xù như tổ quạ cho xem. Vậy là đủ. Xem nhé. Tớ chỉ cần ngón tay thôi. Cầm dây buộc lên này. Cậu làm gì vậy? Tớ xoắn dây chuông rồi tròng vào ngón tay. Tiếp tục thêm vài chiếc nữa. Rồi vòng sợi đỏ lên trên hai sợi kia. Rồi lặp lại quá trình đó. Tớ cũng làm được. Lúc nào tớ cũng để dành vài sợi sau tóc ấy. Kho dây buộc khẩn cấp của tớ á. Biết ngay là sẽ có ích mà. Không thể để Lexi thấy được. Vụ này khó hơn mình tưởng. Sắp xong rồi nè. Cứ như tết tóc vậy á. Tớ muốn làm một hình tròn như vậy nè. Một chiếc vòng tay cực xinh luôn. Xem nè Olivia. Tớ cũng có nhé. Ủa, sao thế được? Được truyền cảm hứng đó. Tớ thấy mấy cái vòng này hơi bị màu mè, nhưng hòa nhé. Nhờ tớ cả đấy. Nhìn cưng quá. Tớ sẽ đeo em. Đó là lý do mình không đi chơi với người bình thường. Màu này hoàn hảo quá. Đen tối, u ám, y như mình. Cái gì? Điện thoại ơi. Tránh xa ra. Cậu phiền quá đi mất. Để tớ yên coi. Tội nghiệp cậu ấy. Tớ không cần mấy cậu thương cơ mà. Thử thách tiếp theo nè. Còn chờ gì nữa vậy? Cứ tin tưởng tụi tớ nha. Thế nào cũng vui lắm đây. Tụi tớ có ốp điện thoại rồi. Bắt đầu luôn nha. Nên làm gì nhỉ? Tớ có kế hoạch hay lắm. Chỉ cần vài thứ trong túi thôi. Đâu rồi ta? Không cần cái này. Còn gì nữa không nhỉ? Tớ đã nhắc cậu dọn dẹp túi thường xuyên rồi mà. Hả? Cà rốt? Tí nữa mình sẽ ăn. Úi, chia cho tớ với. À ha, đúng thứ mình đang tìm rồi. Bút 3D của mình. Chắc chắn sẽ đỉnh lắm đây. Bắt đầu với việc vẽ lên ốp nè. Mình muốn các đường nằm sát nhau. Rồi đổi màu nha. Mình sẽ làm từ trên xuống dưới. Nó sẽ trông như cầu vồng vậy. Wow, đúng như tớ tưởng tượng luôn. Cậu thấy sao nè? Nói tớ đi, thích phải không? Nó khiến tớ cười á. Nhìn xinh tớ đói. Cậu đáng yêu quá à. Trời ạ, à, sao không nuôi thỏ hay gì đi. Dùng sơn móng của cậu ấy thôi. Chắc ổn đó. Nên dùng màu nào trước ta? Lọ này đi. Mình sẽ chấm sơn lên ốp điện thoại. Mình muốn chấm vài cái quanh ốp. Rồi thêm những màu khác. Phải trồng các màu lên nhau nhé. Chưa gì đã xinh quá trời rồi. Giờ mình cần ống hút. Mong là không bị hết hơi. Mình phải dùng ống hút để thổi mới được. Nó sẽ giúp sơn loang ra quanh ốp điện thoại. Và màu sẽ trộn lại với nhau. Rồi tạo ra hiệu ứng cẩm thạch. Giờ mình có thể dùng đèn để làm khô màu. Như vậy sẽ nhanh hơn. Wow, trông đỉnh quá. Cái ơi, xem nè. Mong là cậu thích. Cậu thấy sao nào? Mình có linh cảm rất tốt về vòng này luôn. Cả hai cậu làm đều ổn. Lại hòa nha. Tiệt, vui ơi là vui. Tớ sẽ dùng cái ốp này luôn. Tay mình dính rồi. Cậu ổn không thế? Mình phải làm gì đây? Tớ không gỡ ra được. Điện thoại mình. May mà cậu có ốp để bảo vệ điện thoại ấy. Thôi đừng nói vụ này nữa. Bài tập về nhà khó quá. Chờ chút. Cái gì vậy? Mình chẳng hiểu mô tê gì cả. Chẳng hợp lý một tí nào. Ôi không, các công thức sao mà quá trời. Hãy để tôi yên. Em chưa rồi Justin. Và thầy thấy rất vui. Cái gì hồn nào vậy? Kiểu gì cũng u một cục cho coi. Căn phòng đang quay cuồng. Không, chắc mình bị choáng thôi. Sao thế anh bạn? Tại sao môn vật lý lại khó như vậy? Con chẳng hiểu cái gì cả. Con sẽ trượt môn này mất thôi. À, ui, đau quá. Chờ bố một chút đã nhé. Bố phải dán băng cá nhân lên vết thương. Ôi, chưa gì đã sưng rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Ổn hơn rồi. Hả, kìa bố, chuyện này quan trọng hơn. Bị điểm F thì toi. Thì con ôn bài cho kỹ vào.
Con đang cố đây nhưng mà cứ quên hoài. Quên, con biết rồi. Đấy, phải như thế chứ Justin. Hả? Con đang nói về băng cá nhân. Cho con nhé. Cái này sẽ giải quyết mọi vấn đề. Tạm biệt điểm F. Mình sẽ bóc phần băng dán ở phía sau ra. Mình đã chép hết công thức vào tờ giấy nhỏ này. Mình sẽ đặt nó vào giữa băng cá nhân. Vậy là có thể xem đáp án bất cứ lúc nào. Kiểu gì mình cũng sẽ được điểm cao. Đau chật tôi mất tôi. Em bị làm sao thế? Thôi em không muốn nói về chuyện đó đâu ạ. Em vẫn làm bài được chứ? Dạ vâng ạ, em rất nóng lòng được làm bài. Chúc may mắn, em sẽ cần nó đấy. Đấy là thề nghĩ thôi, mình sẽ bóc băng cá nhân ra. Vậy là có mọi công thức cần thiết. Thừa nhận đi, cách này rất thông minh. Cứ tưởng đây là lớp mỹ thuật. Sao mình không ôn bài chứ? Làm sao mà qua môn này đây? Mà chờ một chút, thầy giáo đang không để ý. Cơ hội đây rồi. Mình chỉ cần nhắn luôn hết sức. Mình biết làm gì nếu không có điện thoại chứ. Đúng bài này rồi nè. Và các em sẽ có câu trả lời sau khi xong bước đó. Có chuyện gì thế kia? Có phải điện thoại? Không gì có thể ngăn mình. À thế à? Lâu chưa ạ? Cũng đủ lâu. Đưa điện thoại cho thầy. Thầy rất thất vọng về em Alex. Giờ thì làm bài đi. Không thể tin được. Vâng vâng, chả quan tâm. Thầy có thể lấy điện thoại. Nhưng mình vẫn còn đồ ăn vặt. Xin Nick khoe tê có một nguyên liệu bí mật. Đáp án. Và điều tuyệt nhất là mình sẽ được ăn xì nách. Cậu dỗn mặt với tôi hả? Cảm giác như có người đang nhìn mình. Thần hồn nát thần tính. Bim bim, cho thầy à? Không cần đâu. Lại nữa sao? Chính em ép thầy đấy nhé. Xem phao này. Nhẹ cả người. Mời em ra khỏi lớp. Quá đáng. Em sắp khóc rồi à? Thật không công bằng. Chuyện gì vậy con? Con bị điểm F. Con đã cố hết sức. Thôi đừng có buồn. Chờ chút. Bố có cách giúp con rồi. Đầu tiên bố sẽ tháo tay cầm trên chiếc kính lúp của bố. Sau đó lấy một ống bìa cứng. Bố sẽ đặt lên phía trên trong kính lúp. Dán lại bằng keo này. Bố sẽ dùng súng bắn keo phun quanh rìa. Tiếp theo bố cần băng dính đỏ. Bố sẽ cuốn xung quanh tròng cho cùng màu ấy mà. Của con này Alex, cái này sẽ giúp con giải quyết vấn đề. Gì đấy ạ? Ghé mắt vào mà xem. Chờ bố chút nhé. Đợi xíu. Nhìn tờ giấy này đi. Dạ. Con hiểu rồi, con nhìn thấy đáp án. Tuyệt vời ông mặt trời. Hôm nay kiểm tra nhé các em. Thầy đã thiết kế một bài siêu khó. Em cảm thấy vô cùng tự tin. Đứa nào cũng nói vậy. Bắt đầu được rồi. Thầy biết nhóc sẽ lại trượt. Em thì không nghĩ thế đâu ạ. Bố ơi, bố đâu rồi? Không, chỉ là cây. Màn ngụy trang này sẽ thành công. Alex, đằng này nè. Hoan hạ, con biết bố sẽ không làm con thất vọng mà. Hả? Em mới nói gì sao? Làm gì thế nhỉ? Thế có gì sai sai, phải điều tra mới được. Đến giờ vẫn ổn. Em đang làm gì vậy hả? Không ạ, em chẳng hiểu thầy đang nói gì nữa. Đây ạ, thầy tự xem đi. Xem thì xem. Đằng kia có ông thợ xây nhìn lạ quá. Cứ bình tĩnh. Mọi thứ đều có vẻ ổn. Thầy đã nghĩ sai về em Alex. Suýt thì lộ. Giữ chắc nhé Emily, sẵn sàng chưa? Cậu biết mà, đây là vị trí lý tưởng cho nó. Đẹp quá đi. Quả là một ý hay. Gì nữa? Tớ đã chuẩn bị trước rồi, chúng mình có thể làm thiệp. Ồ hay đấy. Hãy xem nè, đơn giản và vào thẳng vấn đề. Đến lượt cậu đấy. Tớ có một kế hoạch lớn. Nó cần một trái tim yêu. Màu đỏ là hợp lý nhất. Tớ đã có hồ dán. Tớ sẽ phun một chút lên thiệp. Sau đó tớ sẽ dán trái tim lên đó. Miết xíu cho dính chắc nè. Tụi mình có cả một dây chuyền sản xuất. Đợi tớ một xíu nha. Ok không nè? Xinh ha. Vẫn còn nhiều thiệp nữa à? Chắc chắn rồi. Bắt tay vào việc thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Dán và dính. Việc này cũng vui đấy chứ.
gì thế? Còn rất nhiều nữa. Cậu đùa à? Vậy chia đôi nhé. Hai đứa làm cho nhanh. Đây cầm đi. Cảm ơn. Chúng mình phải nhanh tay. Sự lãng mạn không chờ đợi bất kỳ ai. Và việc thôi. Một xíu hồ dán và một trái tim. Càng lúc càng chán rồi nha. Quá trời quá đất. Mệt dã man. Tiếp tục làm đi Emily. Cậu đã xong chưa vậy? Còn lâu. Tớ cũng thế. Tớ bắt đầu thấy ý tưởng này dở ẹc. Chúng mình vẫn phải làm xong. Có cần thiết không? Khoan, tớ nghĩ ra cách rồi. Chúng mình sẽ cần hộp đựng thức ăn. Tớ sẽ đặt bọt biển vào trong, phun hồ dán lên miếng bọt biển. Tớ sẽ phun từ đầu này đến đầu kia. Sau đó tớ sẽ đóng nắp lại. Bây giờ tớ sẽ lắc chiếc hộp. Vậy là được rồi. Hả? Cậu đang làm gì thế? Tớ sẽ ấn một trái tim lên bọt biển và sau đó dán lên thiệp. Cậu nhìn nè. Cậu đúng là thiên tài. Tớ cũng muốn thử làm. Wow, thế này nhanh hơn nhiều. Sắp xong rồi đấy. Cậu là cứu tinh Emily. Sắp hoàn thành rồi. Đây là cái cuối cùng. Thành công rồi. Và tất cả đều rất đẹp. Đập tay nào. Tớ rất thích kết thúc có hậu. Hành động nhân lúc thầy không để ý nào. May cho mình thầy không thấy gì nếu không có kính. Trò này sẽ hay lắm cho mà xem. Có phân nhỏ nè. Được rồi đó. Mình cần photo mấy bạn. Tập trung. Bài thi đấy. Nghiêm túc vào cho thầy. Của em đây. Và cho em. Ê, nhìn này. Vân. Bài thi bị phá hỏng rồi. Cả lớp, bài thi hôm nay bắt đầu. Medicine của trò này. Tuyệt, lẽ ra mình phải ôn bài chứ. Rồi thì biết gì đâu mà làm. Nhòm thẳng bàn bên xem sao. Toán là thật vui. Thứ vị quá nhỉ. Wow, mới tí tuổi mà như ông già. Nhưng, nè. Hả? Cậu giúp tớ được không vậy? Được chứ. Chỉ là có giá đó. Một nữ hơn đổi lấy đáp án. Thôi khỏi đi nha, đây không cần. Không, đúng là đồ biến thái. Ok, nghĩ đi, mình làm được mà. Chỉ là số thôi. Nhưng mà chẳng ăn thua gì hết. Giá hết rồi, nghĩ đi nào ơi. Medicine nhanh không hết giờ. Làm bài đi chứ. Em đang cố ạ. Này, một nụ hôn đúng không? May rồi, wow. Chỉ là một nụ hôn thôi. Cứ nghĩ là như hôn bà ngoại. Hôn lên má nè. Đi phải xúc miệng gấp. Xong rồi. Này, đưa đáp án đây. Thỏa thuận rồi mà. Đây, nhìn này. Để tìm ra đáp án, hãy viết phương trình. Rồi cộng hai số lại với nhau. 6 cộng 4 bằng 10. Tiếp theo, thấy số 2 ở đây không? Lấy 10 trừ đi. Sẽ ra 8. Với câu tiếp theo, chúng ta chỉ cần làm tương tự thôi. Lần này, chúng ta cộng 2 và 5. Và ta có 7. Rồi lấy 7 trừ đi 2. Đáp án lần này là 5 nhé. Wow, thông minh thật đó. Cảm ơn nhé, tôi biết làm rồi. Đáp án đầu tiên là 8. Rồi 5. Nhỏ đó biết hết đáp án kìa. Gì hả? Cứu bạn với. Rồi, nhưng thơm bị cái đi. Thôi cũng đáng mà. Không được, cậu ấy là bạn gái. Bài này thú vị thật đấy. Oh hay. Xem tớ có gì nè. Cuốn con. Wow, cho tớ nịnh với nhé. Tên em ấy là Fluffy. Tên hợp và dễ thương ghê. Cưng muốn xỉu nè. Đó. Chào mọi người. Hi. Chị là xinh nhất. Gì? Dạ. Không. Thôi không sao. Cho tiền này ra chỗ khác đi. Không, đừng hòng mua được tớ. Ok. Ôi, cuốn con xinh quá. Thật không công bằng. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Điên cả người. Mình lại xả giận lên thanh sô-cô-la này rồi. Muốn ôm em ý không? Có chứ.
Yeah, có cách trả đũa cậu ta rồi. Nhẹ nhàng nào. Mình sẽ cắt ở góc của giấy gói sô-cô-la và bóp vào trong vở của cậu ta. Đó. Cậu có bé cuốn dễ thương quá. Ôi mẹ ơi, chó hư thì có, kinh quá. Ew. Thành công, để tôi dọn cho. Chị nè, chó Fluffy ngoan lắm. Mời vào. Chào thầy, thầy muốn gặp tôi ạ. Vâng, mời chị ngồi. Chúng ta có một vấn đề, đây là vở bài tập của Sophia. Thật là thiếu tôn trọng. Ôi trời. À, tại chán quá thôi ạ. Chuyện này phải dừng lại. Khoan, có người gọi. Alo. Sophia, con làm mẹ thất vọng lắm. Xin đợi một lát ạ. À, cuối cùng cũng đi rồi. Chơi không? Dạ. Lấy bút chì đi rồi chơi. Thế ạ. Đây rồi. Chà, thế này làm sao mà dùng? Nghĩ xem nào. Chắc phải có gọn bút hay gì đó trong đây chứ nhỉ? Mình sẽ dán một dải băng dính lên vở, rồi dán một dải nữa bên cạnh, rồi hai dải đường ngang. Mình cần vài kẹp giấy và cả kẹp bướm nữa. Ok, chơi nào. Đi đi, tới con đấy. Oh, vui thật đấy. Mẹ sẽ đặt kẹp ở đây. Được đấy. Chặn à. Càng lúc càng căng thẳng đi. Mơ đi con. Đó. Yes, con thắng rồi. Tự nhiên đi, thầy không nghi ngờ đâu. Có chuyện gì thế? Tại con bé. À, tôi cần một kỳ nghỉ gấp. Ôi trời, làm gì mà lâu thế? Yêu bé lắm như đi con ơi. Xong xuôi rồi. Mua nhà được rồi. Đóng gói thôi nào. Thùng của con gái đây. Bố sẽ vứt cây đi. Ok, ta bắt đầu ở đây nhé. Wow, nhà mình có nhiều đồ quá. Đóng gói đồ chơi đi bé yêu. Vào đây nè, ngủ đi nha. Còn em nữa này. Quấn băng dính lại là coi như xong thùng này rồi. Con cất xong rồi mẹ ơi. Cho con băng dính với. Ừ, đây con. Đâu đâu nhỉ? Dính tùm lum. Con có ổn không mấy Sophia? Ôi không. Nó bắt con rồi mẹ ơi. Cứu con. Ngồi im. Đây để mẹ. Con có đau không? Được rồi. Cảm ơn mẹ. Ok. Đóng gói tiếp thôi. Mà chờ chút. Có khi dùng được cái này nè. Việc dùng băng dính sẽ dễ dàng hơn với mẹo này. Trượt một dây rút nhựa qua cuộn băng dính và buộc chặt lại. Rồi cắt phần dây thừa đi. Vậy là xong. Thùng đi mẹ ơi. Mẹ sẽ dán băng dính lên thùng. Rồi dùng dây rút nhựa cắt băng dính. Thử đi con gái yêu. Wow, trách nhiệm lớn đây này. Con làm được rồi nè mẹ ơi. Tuyệt vời. Con giúp mẹ nhiều lắm. Tính gì vậy trời? Có vấn đề rồi. Giải cứu bố đi. Ngụy trang quá lẩu náp luôn. Đã xác định mục tiêu. Tại sao? Mình đã cố hết sức rồi mà. Này, cứ đang nói chuyện với mình sao? Đằng này này. Dạ. Lại đây đi. Vâng ạ. Ngồi xuống đây. Xin lỗi, cái cây này đang tấn công em. Làm sao khóc thế? Em trượt bài thi rồi. Chị giúp được đấy. Nhìn đây này. Wow. Không miễn phí đâu. Vâng. Wow, cảm ơn người lại kỳ cục. Nhưng chị làm sao hay vậy? Chà, lẽ ra chị không nói đâu nhưng mà...
để đạt điểm cao, em chỉ cần bút chì Jumbo là đủ. Dùng dao nhỏ để cắt cục tẩy thành hình tam giác nè. Rồi khắc hình chữ A là xong. Nhúng tẩy vào sơn đỏ, rồi đóng dấu vào giấy. Vậy đó, dễ đúng không nào? Wow, em sẽ nhớ mẹo hay này, cảm ơn chị. Ô, bạn em kìa. Ê mấy bạn ơi, tôi có điểm A này. Tránh đường nào. Công việc làm ăn phát đạt ghê. Của em đây. Tuyệt vời ông bà trời, em cảm ơn. Đầu tiên là tiền đâu? Này. Wow, câu miễn phí đâu. Em cảm ơn. Như các em thấy đấy, màu sắc của bức tranh này rất sống động. Nó gợi lên những đêm hè và cảm giác lôi cuốn. Ok, cô đã sẵn sàng chưa? Làm luôn nha. Đừng lo nha các em, cô vẫn ổn. Nghệ thuật có thể nguy hiểm mà. Giờ vẽ tiếp đi nào các em. Cô sẽ ở đây nếu các em có câu hỏi hay thắc mắc gì. Được rồi, mình đã sẵn sàng vẽ nha. Đỉnh của chớp, những màu sắc này rất tuyệt. Mình cần thêm màu cho tác phẩm này. Màu ơi, đưa màu đây cho tớ. Nữa đi, màu này và cả mấy màu kia. Đỉnh, đúng ý mình rồi, rất là được. Chuẩn, đó chính là niềm đam mê mà cô muốn thấy trong lớp. Hình như bút này hết mực mất rồi, lấy cái khác vậy. Đi đâu hết rồi ta? Ủa, cô ta dành hết luôn rồi. Chà, giờ mình phải làm gì đây? Thêm một chút ở đây nè. Đúng thế, quá xuất sắc. Kỳ cục hơn biết, không có họa cụ thì vẽ bằng mắt à? Chờ chút nào, có lẽ mình nghĩ ra cách rồi. Làm liền thôi. Mình thích quyển sách từ màu bé xinh này ghê. Lèn luôn một chút nào. Phải chôm cái đấy, tí nhé. Cứ tưởng mình nghe thấy gì chứ. Tầm bông của mình đâu hết rồi. Tay mình ngứa quá. Ôi không, ôi không. Khoan, khoan bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đấy, có tam bông dự trữ đây rồi, mình vẫn ổn. Ok, bước đầu của kế hoạch đã thành công, giờ triển thôi. Cuốn miếng bông tẩy trang này vào cây tam bông nè, cuốn hết luôn nha, và giờ là chút băng keo washi. Mình thích cuộn chấm bi màu tím này quá, xinh dã man. Rồi phải cuốn nó quanh bông tam nè, nhìn đỉnh ghê. Nhưng thứ mình cần là màu, như màu thực phẩm này, mình sẽ nhúng đầu có bông và màu, thử trước trên miếng giấy này nhé. Mình sẽ cứu tác phẩm của mình. Sao lại chỉ là một cái trong khi có thể làm cả cây cầu vồng chứ? Ok, tớ về lại lớp đây. Bùng. Xin trả bức tranh, chị nhờ cưng lắm. Và chị có thêm màu rồi đây. Mình chính là họa sĩ thiên tài đỉnh nhất thế giới. Xong, đây chính là tuyệt tác của mình. Nào cả lớp, cho cô xem bài tập nhé. Của em đây ạ. Em thích lắm luôn. Của em là biểu thị sự khiếp đảm của người đứng tại cầu thang tối om. Ok, để cô xem kỹ hơn nào. Được rồi, ok, em dùng màu xanh dương và chút cam nổi bật ở đây. Ok, tranh của em toàn là các đường nguệch ngoạc. Gì đấy ta? Mấy cây họa cụ nhỏ này ở đâu thế? Đỉnh chóp, cô rất thích. Làm tuyệt quá, chả ngoan. Cô mượn xíu nhé, em có tiền không? Vâng, có gì đâu cô. À phải, quyển sổ nhật ký mình đang viết dở dang. Là trời, mình đang làm gì đây? Mẹo học đường vô cùng hữu ích đấy nhé. Đặc biệt khi chúng giúp bạn vượt qua các bài thi. Nhưng hãy cẩn thận, bạn phải thật lén lút mới chót lọt được. Jennifer, em xin lỗi. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ bạn những mẹo học đường tuyệt vời nhất. Sự quang hợp. Mình sẽ khoanh câu này. Này, cậu ôn bài để ngày mai thi chưa? Tớ là Jennifer lúc nào chả học. Kệ cậu. Làm sao cậu ấy trả lời được hết các câu nhỉ? Học mà cũng khát quá đi. Cậu ấy không thấy mình. Xem nào. Mình chỉ có một phút. Xin chào, câu trả lời vàng bạc. Mày thật tuyệt vời. Mình không nhớ hết đống này được. Nhưng màng bọc thực phẩm sẽ có ích đấy. Chuẩn rồi. Nếu mình để màng bọc lên trên giấy, khoanh câu trả lời ở đây, rồi áp sang bài kiểm tra của mình. Quá đỉnh. Làm gì đấy? Không có gì. Tớ chỉ kiểm tra kẹo của tớ thôi. Đồ kỳ cục. Thời khắc lịch sử đến rồi.
Bingo! Khớp hoàn hảo luôn. Mình muộn chưa nhỉ? Tiết này quá đơn giản. Mình thích môn toán. Mình không biết hôm nay có bài kiểm tra. Chưa học gì cả. Cô có thấy không nhỉ? Cô không nhìn ra đây đâu nhỉ? Jennifer đang làm gì thế kia? Này cô bé ơi, tốt nhất thì cái đó không nên là sách giáo khoa. Không được rồi. Có lẽ mình liếc bài kết xem sao. Danh ma quá đấy Jennifer. Jennifer, em chỉ giãn người thôi cô. Mình sẽ làm gì đây? Jennifer, đủ rồi đấy. Mình không thể trượt môn này được. Này, nhẫn của mình. Câu trả lời ở đây chứ đâu. Chuẩn bị vài mẩu giấy, lấy kéo và cắt nhiều hình vuông nhỏ, ghim chúng với nhau thành một quyển sách, rồi viết câu trả lời lên. Nhỏ nhưng có võ đó nha. Sau khi viết câu trả lời, dán lên trên nhẫn, khô lại là xong rồi. Mình có thể cảm thấy sức mạnh này. Ai mà biết toán lại dễ đến vậy. Cô cũng chẳng thấy được. Bình tĩnh nào Jennifer. Cô vẫn coi trường em đấy Jennifer. Chắc cô cần cặp kính mới đấy. Ai có thể trả lời câu này? Có ai không? Em thì sao Jasmine? Mong là có một Jasmine khác ở trong lớp. Vậy nếu mình cộng chúng với nhau và rồi... Không, không thể như thế được. Câu này đâu có khó lắm. Này, cậu giúp tao với. Wow, khó thật đấy. 1, 2. Thôi, quá mệt môn toán rồi. Còn nhiều việc vui hơn để làm. Wow, úi là trời. Thế này mới hay nè. Mà ai cần toán học chứ? Chẳng có ai dùng đến cả. Xem nãy giờ thấy buồn ngủ quá đi mất. Mình sẽ chợp mắt một lát thôi vậy. Này, người đẹp ngủ ơi, dậy đi. Tớ có thể giúp cậu. Hãy xem đây. Đang có chuyện gì vậy? Thức dậy ngay. Hả? Ủa, chuyện gì vậy? Sao em dám ngủ trong lớp cô? Trả lời câu hỏi đi, liệu hồn. Ok, em sẽ cố hết sức. Nhưng chắc không đúng đâu. Tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình? Có ai giúp không? Tự lập cánh sinh đi. Chúc may mắn, cậu sẽ cần nó đấy. Như mình là đã trả lời được rồi. Mình không giỏi chịu áp lực. Chà, cô vẫn đang đợi. Làm nhanh đi nào. Não ơi, đừng làm tao thất vọng. Cậu đây rồi, tập trung chú ý nhé, hiểu chưa? Wow, dễ như trẻ bàn tay. Hả? Đây là đâu? Ok, làm bài thôi. Con bé có vẻ tự tin. Đầu tiên mình vẽ các đường. Những đường này tương ứng với số. Bây giờ mình cần vẽ 3 đường ngang. Tiếp theo mình sẽ cộng các điểm giao nhau. Trước hết là 3 đường đầu tiên. Ra kết quả 9. Rồi tới 2 đường bên cạnh, được 6. Và cuối cùng đến đường đơn. Mình đã có đáp án. Mình thực sự làm được rồi. Sao mình không gọi mọt sách lên bảng chứ? Quan, em làm rồi à? Cô không còn biết đâu là thực nữa. Hoan hô Jasmine, hoan hô. Em cảm ơn. Các cậu cứ vỗ tay đi. Wow, cậu ấy là thiên tài. Tớ biết cậu làm được mà. Cô phải gọi cho một người. Anh sẽ không tin chuyện đã xảy ra đâu. Vâng, Jasmine, em ấy đã làm được. Lúc này cô đang rất xúc động. Jasmine, tôi là Matthew ở đài, phát sóng trực tiếp trên kênh quốc gia. Người hâm mộ của cô muốn biết mọi chi tiết. Tuyệt vời, cô giáo có thể nói đôi lời không ạ? Tôi muốn cảm ơn bố và mẹ tôi. Tôi không thể làm được nếu thiếu họ. Jasmine, đằng này nè. Gì? Đưa chai nước cho tớ đi. Tại sao? Cậu sẽ thích cho coi. Tớ thấy hơi bị lạ đó nha. Tớ sẽ đổ nước vào cái bình này. Chừng này là đủ rồi. Giờ đến phần vui nè. Đã đến lúc bổ sung nguyên liệu bí ẩn.
tớ đùa thôi. Nó là một loại cát đặc biệt. Đổ nè. Sẵn sàng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa chưa? Wow, hãy xem kìa. Không đời nào, đỉnh quá đi mất. Cậu làm sao hay vậy? Hãy thử một màu khác nhé. Chỉ cần đổ nó vào và phép màu sẽ xảy ra. Khoa học thật tuyệt vời. Nhưng tớ chưa xong đâu. Múc một thìa ra nè. Cậu sẽ không tin vào mắt mình đâu. Nhìn kìa, nó về lại dạng ban đầu rồi. Thật điên rồ phải không? Hãy trộn các màu vào với nhau. U là trời, tớ có thể nghịch cả ngày. Nó giống như phép màu vậy. Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà tớ mê mẩn rồi. Phải quay phim lại mới được. Ừ, quay đi. Tớ sẽ thử cầm nó lên. Cảm giác lạ lắm. Tớ biết cậu sẽ thích mà. Vào lớp thôi. Ồ, nè Cheryl. Jasmine, xem tớ có gì nè. Wow, cậu thật may mắn. Tớ cũng có búp bê. Chờ chút, xem đây nè. Búp bê của tớ cần những phụ kiện đẹp nhất. Em ấy còn có áo khoác cực xinh. Ừ, đẹp đó. Nhưng cậu phải xem búp bê của tớ. Coi như không thấy kẹo mút nhỉ. Để tớ nhận ra. Mỗi thế á, búp bê của tớ sành điệu hơn. Ừ, đúng vậy ha. Búp bê của mình cần được tút tát. Và nhìn đôi bốt dễ thương này đi. Em ấy thuộc về sàn diễn. Em ấy thật lộng lẫy. Giày của em ấy còn đẹp hơn của mình. Tôi kệ đi. Ít ra mình còn có nước hoa. Nước hoa giúp cải thiện tâm trạng. Xì cho em nữa nè. Chị biết em rất yêu quý động vật mà. Chờ chút, Jasmine đang làm gì vậy? Hay mình thử dùng sơn móng tay nhỉ? Nhưng dùng làm gì ta? Chị sẽ tạo cho em một đôi giày mới. Úi, gấu ngã rồi. Wow. Em cứ nằm thoải mái nhé. Mình sẽ phủ sơn móng tay vào gan bàn chân của búp bê. Phải cẩn thận để không bỏ sót điểm nào. Sau đó mình sẽ đợi cho sơn móng tay khô. Đèn UV sẽ giúp đẩy nhanh quá trình. Chắc là đủ lâu rồi đấy. Giờ mình cần băng dính trong suốt. Mình sẽ quấn quanh bàn chân. Tiếp theo mình cần sơn móng tay. Mình sẽ dùng cọ để sơn nó vào bên trong băng dính. Phủ kín hết luôn nha. Lại cho vào đèn UV nào. Giờ hãy xem nhé. Mình sẽ bóc băng dính ra. Sơn móng tay đã cứng lại. Và trông nó giống một đôi giày cao gót. Nhưng mình vẫn chưa xong. Mình sẽ phết một chút sơn móng tay lên miếng nhện này. Và nhấn giày cao gót lên đó. Như vậy, giày sẽ có đế phẳng. Hoàn thiện rồi đó. Wow, giày tự chế. Nhưng hãy làm cho nó xanh điệu hơn. Mình sẽ đâm kim xuống gót giày. Và đổ dầu vào đó. Đến phần thú vị nè. Mình sẽ tiêm phẩm màu vào trong. Phẩm màu sẽ hòa vào dầu. Và tạo thành bong bóng bên trong gót giày. Giống như đèn dung nha vậy. Đeo thử vào nào. Wow, vừa như in luôn. Vậy là xong đôi giày. Nhưng cưng à, hôm nay tóc cưng rối quá. Trông không đẹp chút nào. Đôi giày đẹp lắm. Nhưng cậu sẽ cần bàn chải tóc này đấy. Cảm ơn Cheryl. Đúng thứ tớ đang cần. Tóc ta gọn gàng rồi nè. Đúng vậy. Nhưng em ấy cần quần áo mới. Lấy váy này đi. Em ấy mặc váy này sẽ xinh lắm đấy. Và cậu biết gì không? Một người bạn lắm lông thì sao? Đây, giữ cho cún nè. Thật á? Cậu chắc chứ? Tất nhiên rồi, bạn thân. Wow, cậu tốt bụng quá. Đi nào, chúng mình cùng đi dạo nhé. Ý hay đấy. Wow, gái ơi, nhìn bố cháy phố ghê. Bén quá cưng ơi. Tớ mê đôi giày của cậu. Vui quá đi mất. Chúng mình phải chơi trò này nhiều hơn. Được rồi cả lớp, kiểm tra nhé. Học bài chưa nào? Ok, bắt đầu thôi. À, câu đó dễ mà. Đúng là đồ mặt sách. Mình chẳng cần phải học. Mình đã có hết đáp án ở đây rồi. Chắc chắn mình sẽ đạt điểm A. Thông minh quá đi. Hả? Hóa ra là như thế. Ê, mình làm gì kia? Thật không thể tin nổi. Thưa thầy, ở đằng này. Sao thế Matthew? Emily đang chép vào. Có thật không? Dạ. Làm gì có chuyện đó ạ? Thầy nhìn đi. Cậu ấy nói gì? Ủa? Em thấy điện thoại mà. Thầy không nhìn thấy gì cả. Đồ mách lẻo. Để im cho tớ làm bài. Lúc nào mình cũng đi trước một bước. Chúc may mắn lần sau Matthew. Mình quá thông minh. Nhưng đừng ngồi nào nữa. Đây là bí mật của chúng ta nhé. Phew, nó vẫn còn đó. Mình đã rất lo lắng. Mong là Matthew sẽ thích nó. Cưng lắm cơ. Người đâu mà đẹp trai quá.
cứ như trong phim ngôn tình. Ồ, mình nên gói nó lại. Tặng quà phải cẩn thận chứ. Dùng giấy gói quà nào nhỉ? Loại này dễ thương nè, giống như Matthew. Mình sẽ phải cắt giấy. Khoan, nhưng không có kéo. Chắc chắn mình có ở trong cặp. Đâu rồi nhỉ? Ôi không. Biết rồi. Thôi nào. Có ở cây này không? Không. Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Thôi thì đành xé vậy. Cứ thong thả thôi. Ok, mình làm được mà. Đúng rồi. Xé thật cẩn thận. Không giống như mình tưởng tượng. Đây là một thảm họa. Hả? Gì thế? Hay là dùng tất cả nhỉ? Chắc sẽ ok đấy. Cắt, cắt. Mình sẽ cầm thước như thế này và thực hiện động tác cắt. Ổn áp đấy. Được rồi nè. Wow, tuyệt vời mặt trời. Gần đến cuối rồi nè. Giờ thì gói quà thôi. Mình sẽ gấp một đường thẳng và gập các góc lại. Rồi bốc nè. Vậy là xong. Bây giờ mình chỉ cần tìm Matthew. Cậu ấy kìa. Khoan đã, 2 cộng 2 bằng 4. Mỗi ngày bạn đều học được nhiều điều mới. Matthew. Chúc mừng sinh nhật. Wow, cảm ơn Emily. Háo hức quá đi mất. Không đời nào. Tớ luôn muốn có bộ này. Sao cậu biết được? Cậu thích là tốt rồi. Cắt một đường ở đây. Ok là. Chó như con rắn. Cậu không nghiêm túc được à? Học lớp này vui mà. Ê, Molly, có cái gì sau tay cậu kìa? Gì có? Wow, nó từ đâu ra vậy? Cậu là nhà ảo thuật à? Có thể làm chứ? Wow, hay quá. Wow. Tớ đã nghĩ ra một ý. Tớ sẽ cần rất nhiều bìa cắt tông và lò xo. Tớ sẽ ghép thành một chiếc hộp, gắn tất cả các mảnh với nhau. Ừ, vậy là được rồi. Mindy, cậu phải xem cái này. Hả? Cái gì thế? Cậu tự làm à? Cậu chưa thấy phần hay nhất đâu. Nhìn nè, đang ăn đồng xu. Dễ thương lắm đúng không? Hãy thử lại lần nữa. Tớ đã mong cậu sẽ nói thế. Mình còn phải tập trung. Mình không muốn mắc bất kỳ lỗi nào. Một cục gì mũi siêu to. Hả? Gì thế? Đây là Kitty của tớ. Tớ biết, nó rất dễ thương. Ghen tị cũng là điều bình thường. Tớ muốn nó. Cứ nhìn mà xem. Molly, cho tớ ôm nhé. Tất nhiên. Đùa đấy. Leo leo. Người đâu mà quá đáng. Còn lâu cậu mới được ôm Kitty của tớ. Đồ xấu tính. Nhưng hãy đợi đấy. Trước tiên mình sẽ cắt tờ bìa cứng làm đôi. Giờ thì lấy keo. Tớ sẽ phun keo xung quanh rìa. Lấy thêm một dải bìa cứng răng cưa. Tớ sẽ nhấn nó lên phần keo. Tớ sẽ gập các cạnh lại để tạo thành một hộp. Tớ đã cuốn giấy xung quanh một cái xiên gỗ. Sau đó cho nó vào trong hộp và cắt một khe trên mặt này. Đây sẽ là phần trên cùng của hộp. Tớ sẽ kéo tờ giấy qua khe rồi vẽ lên trên đó. Vậy là xong. Molly, hãy xem nè. Phim hoạt hình Hello Kitty nè. Hay lắm đúng không? Hả? Cậu lấy ở đâu ra thế? Ước gì tớ cũng có. Vậy thì chỉ có một cách. Cậu đổ cho tớ nhé. Cậu biết tớ muốn gì mà. Đổ thế này hơi ghê. Nó thật mềm mại và êm ái. Wow, tớ chưa bao giờ thấy gì như thế này. Cứ như hộp thần kỳ ấy. Tớ có thể chơi cả ngày. Đặt đồng hồ báo thức rồi. Ngủ một giấc nào. Hình như mình quên cái gì đó. Nhưng gì nhỉ? Mà chờ một chút. Mình quên mất bài kiểm tra. Ôi không, không xong rồi. Mình phải ôn bài thôi. Mong là không quá muộn. Ok, mình làm được mà. Chỉ là bài kiểm tra cuối kỳ thôi. Hỏi đến mức nào được chứ? Lệ dã man. Nhưng mình vẫn phải tiếp tục ôn bài. Hưởng bài chăm ha. Mẹ mang cho con bánh kẹo nè. Mẹ là nhất. Mẹ biết. Hả? Cái gì thế? Con phải học bài này. Đèn của con đang nhấp nháy. Chắc là bị trục trặc. Giờ thì hỏng luôn rồi. Không ổn chút nào. Mong là con không sợ bóng tối. Chờ chút. Mình có một ý tưởng. Yeah, bắt đầu thôi. Mình sẽ vẽ trái tim lên cốc giấy. Sau đó cắt chúng ra. Mình sẽ đặt một chiếc đĩa giấy lên miệng cốc và đẩy một chiếc que gỗ qua nó. Bây giờ mình cần rất nhiều đĩa bìa cứng. Xếp chúng chồng lên nhau và đục một lỗ vào bìa cứng và cốc. Bây giờ mình sẽ luồn đèn vào trong cốc. Mình sẽ đẩy que gỗ vào chồng đĩa bìa cứng.
đèn bàn dễ thương nè. Ôi Mindy, đèn này sẽ giúp con học. Wow, đúng thứ mà con đang cần. Chuẩn bài luôn. Chúc con may mắn. Con làm được mà. Vâng, con sẽ cố gắng. Quyển sách này thật thú vị, nhưng đọc sách cũng mệt lắm. Càng đọc càng thấy đói bụng. Mình cần thức ăn. May là mình đã chuẩn bị sẵn. Mình có một gói kẹo. Tuyệt của mèo. Vui quá đi mất thôi. Không thể nào buồn được. Em nghĩ em đang làm gì hả? Bỏ kẹo vào thùng rác ngay. Không công bằng gì cả. Em đang ăn ngon mà. Em biết quy định mà. Cô rất thất vọng về em Mindy. Thôi đọc sách đi. Mình có một bụng mưu kế. Mình đã giấu sẵn một gói kẹo. Không, không được. Được không nhỉ? Phải có cách để ăn kẹo chứ. Khoan, nghĩ ra rồi. Mình sẽ cắt bìa cứng hình đám mây. Sau đó mình sẽ dán mắt và miệng lên nó. Mình sẽ phun keo quanh các cạnh và dán giấy xốp lên đó. Mình cũng sẽ cần khóa kéo, tạo thành một quyển sổ xinh xắn, như là giấu một bí mật ngon lành. Giống như cầu vồng ngọt ngào. Thế này mới phải, cô giáo sẽ không bao giờ biết. Mindy, em đang làm gì vậy? À, không ạ. Ok. Đừng phá game nha. Này, muốn tắm massage không? À, cậu dễ thương quá Olivia. Thích thật sự, lưng tớ dạo này mỏi lắm. Ha ha, rồi, tận hưởng đi. Cậu massage giỏi. Gì? Không có hài đâu nha. Cũng hơi hơi mà. Oh, wow, video này bá cháy quá. Ha, mọi người thấy không? Cho miếng cam mày biết ai xịn nhất đi. Mình có thể làm vậy á? Cậu ta làm gì thế? Hả? Tớ cũng cần thư giãn mà. Rồi, thử thách tiếp theo nè. Làm đi. Chắc sẽ vui lắm đây. Tớ cũng không chắc nữa. Siêu đơn giản luôn ý. Mình chỉ cần vẽ lên tay thôi. Tớ sẽ bắt đầu với mắt. Nhột quá à. Ok, giờ vẽ cánh tay nha. Ngon lành. Đến giờ quẩy rồi. À, Olivia. Lên nóc nhà nè. Tỉnh dậy dung tớ. Hả? Cái gì đấy? À, hình như cậu chơi hơi sung rồi đó. Ồ, phải ha, xin lỗi. Đến cậu đó. Chắc tớ sẽ dùng cái này. Nhét miếng vải này vào ngón tay nè. Rồi cho miệng viên kẹo vào trong. Chỗ này trông ổn rồi. Giờ tớ sẽ vẽ mặt. Nhìn mấy sợi lông mi kìa. Ghen tị ghê. Cứ như một bà mẹ bỉm sữa sắp đón đứa con sắp ra đời vậy. Chúc mừng cả nhà nha. Mũ của cậu này hợp phết luôn. Nhìn cưng ơi là cưng ý. Khoan. Chào anh đẹp trai. Gì? Không được nào. Này, tiếng gì ồn ào vậy? Không thể thế được. Chờ chút, mình tưởng tượng ra hả? Nhẹ cả người luôn. Lúc nãy hết cả hồn ý. Cậu có ổn không đấy? Lexi thắng. Quyết định này cũng đơn giản thôi. Woohoo! Làm được rồi. Ngón tay của tớ đang buồn lắm. Sao cơ? Không quan tâm hả? Không sao. Nào nào. Chuẩn rồi. Cậu ta bị sao thế? Ồ, tuyệt quá. Làm nhỏ dừng đi. Úi, mọi người đang đợi tớ hả? Tớ đang chơi cái này nè. Wow, tớ thích bóng xốp lắm. Còn cái nào không? Đã cái nữa ghê. Cái này có gì đâu mà vui. Mình chơi cả ngày cũng được luôn. Hả? Này, để tụi tớ chơi chút coi. Mới thấy vui được một tí. Ok, thử thách của các cậu nè. Một cái túi thời trang. Trúng thủ của mình rồi. Tớ có ý tưởng rồi. Cần kẹo của tớ hả? Vòng này sẽ vui lắm đây. Mình sẽ gấp miếng bóng xốp lại. Rồi cho kẹo lên trên. Mình sẽ thay đổi các màu. Đẹp, qua một bên nào. Tiếp theo cần một sợi dây chun. Mình sẽ buộc hai cái kẹo lại với nhau. Phải buộc chắc đó nha. Mình sẽ lặp lại cho đến khi có một chuỗi kẹo dài. Đây sẽ là quái sách hả? Mình sẽ gắn nó vào miếng bọc xốp. Và xong rồi nè, nhìn hay ghê. Và nếu cậu đói thì có sẵn kẹo ở đây luôn rồi. Cậu đang làm gì vậy Lexi?
tớ tìm được cái túi cháo nồng này. Chắc sẽ dùng được đó. Chờ chút. Chuyện gì vậy gái? Tớ đang tìm cảm hứng á. À ha, đúng thứ mình đang cần rồi. Đã đến lúc làm việc, mình sẽ lấy giấy bạc ra. Và mình cần bút đỏ nữa. Bắt đầu với việc vẽ một hình tròn lên giấy bạc nè. Rồi tô màu bên trong. Mình sẽ tô các màu khác nhau ở xung quanh. Mình muốn tạo ra một hình tròn lớn và sặc sỡ. Tô hết miếng giấy bạc luôn nha. Mình sắp xong rồi. Ok, bước tiếp theo nè. Mình sẽ xịt cồn lên giấy bạc. Như vậy thì màu sẽ hòa vào nhau. Xịt thật nhiều luôn nha. Mình sẽ thêm khuôn hình ngôi sao lên túi. Giờ cẩn thận đặt nó lên giấy bạc. Trải đều cái túi ra và rồi nhấc nó lên. Màu sẽ ngấm vào túi á. Mình có thể lột mấy ngôi sao ra rồi. Nhìn xinh phết nhỉ. Rực rỡ, tươi sáng và thời trang. Tớ sẽ dùng ẻm. Xíu nữa tớ sẽ đi shopping với ẻm. Công nhận là xinh. Nhưng tớ thì có kẹo nha. Mình có dùng kẹo mua chuộc Wednesday. Cậu ném kẹo vào tớ hả? Tiếp đi bồ. Nhưng phải giữ bí mật nhé. Mồm miệng tớ kín bưng. Vậy ai thắng nhỉ? Olivia nhé. Tuyệt, biết ngay mà. Đó là quyết định cuối cùng. Bực thật, tớ ứ ở đây nữa. Bắt đầu nào. Tự mình chơi trò này giỏi ghê. Cậu đang coi gì vậy? Cậu thích cầu vồng từ hồi nào thế? Tớ biết, tớ nhìn thấy mà. Không, thôi dùm tớ cái. Ok, rồi. Này, nào, sẵn sàng chưa thế? Các cậu cần vẽ cầu vồng. Nhớ phải vẽ làm sao cho vui tươi và hạnh phúc nhé. Mình thích cầu vồng. Mình sẽ cần mấy cái bút này. Có mẹo cực hay nha. Mình sẽ xếp bút như thế này. Rồi dùng súng bắn keo để dán chúng lại. Khi đã khô thì vẽ thôi. Cách vẽ cầu vồng này là dễ nhất luôn ý. Nhìn còn nữa nha. Tớ sẽ lấy một cái túi hồ sơ ni lông ra và cho giấy vào trong. Rồi bỏ cầu vồng vào đó luôn nè. Nếu mình lấy tờ giấy trắng ra thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Ảo ma thật sự luôn. Làm sao mà mình thắng được đây? Biết rồi, mình cần mấy cái sáp màu này. Và cả chảo dán nữa. Mình sẽ cho cái lọ thủy tinh lên chảo. Và bật bếp nè. Mình sẽ đợi sáp màu chảy ra. Các màu đang trộn lại rồi kìa. Wow, nhìn này. Giờ mình cần poppit. Mình sẽ rót sáp vào cái poppit. Sau đó đợi cho nó cứng lại. Bẻ một miếng ra nè. Vậy là có cầu vồng xinh xẻo rồi. Wow, trông nghệ hết sức. Rất ấn tượng luôn, tớ cũng muốn thử. Tớ thích kẹo cầu vồng lắm. Wow, cứ từ từ. Nhìn ngon quá trời mà. Cậu thấy sao? Xinh lắm phải không? Thành quả của tớ đây. Giờ nhìn thấy nè, giờ thì không. Tớ có thể nhìn cả ngày luôn. Có chuyện gì thế? Wow, cầu vồng kìa. Đẹp dã man con ngan. Nhiều cầu vồng quá. Cái gì? Ủa, lạ lùng thật. Lexi thắng. Tuyệt, mình xịn cực. Wow, mình mệt quá. Tắm sẽ giúp mình khỏe hơn. Nên chải tóc trước để nó không bị rối khi xuống nước. Hoàn hảo, tắm thôi. Đợi đã. Ôi không, nước nóng đâu hết rồi. Không, nút xả nước đã bị hỏng. Cái lỗ này ở đâu ra vậy trời? Giờ làm sao để mình tắm được đây? Thế là mọi chuyện đã tan thành mây khói. Được rồi, đã thổi được quả bóng này. Ê, bóng bóng nè. Cảm ơn nó rất. Đợi đã. Mình nghĩ nó có thể giải quyết vấn đề đấy. Cảm ơn cậu. Cậu ấy lấy quả bóng của mình mất rồi. May là mình vẫn còn một quả. Được rồi, bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ cắt phần đuôi của ống tiêm này ra. Tiếp theo là đến quả bóng. Mình cần phải cuộn nó xuống thế này. Tuyệt, giờ mình cần lấy phần ống tiêm đã cắt, bỏ ngay vào quả bóng. Sau đó mình sẽ xịt keo nóng vào bên trong quả bóng này. Nhiều keo ghê, nhưng mình không muốn bị thiếu đâu. Sau khi khô, mình sẽ lấy phần nhựa ra. Mình sẽ cẩn thận kéo nó ra khỏi quả bóng. Giờ mình sẽ cuộn quả bóng lại. Yeah, dụng cụ ngăn xả nước mới đã hoàn thành.
tuyệt vời, nó sẽ giữ nước lại trong bồn. À, đây là tất cả những gì mình cần. Cực kỳ thư giãn. Chơi chất nhầy này vui ghê. Mình cần hoàn thành phần đánh nền. Tuyệt, kết thúc trang điểm với việc chải tóc thôi. Yeah, mị trông xinh quá. Chào Jessica. Trông mày xinh quá, lại đây nào, ta sẽ ôm mày mấy cái luôn. Mày thật mềm và dễ thương. Cậu ấy đang làm gì vậy? Này, vậy là sao chứ? Được rồi, cậu đã chuẩn bị xong rồi sao? Cậu có chắc là muốn ra ngoài trong bộ dạng thế không? Ôi không, đừng nhìn, sao là bự bùn thế này? Đỡ chút đã, chất nhờn này dính hết những thứ trên áo mình. Yay, mình nghĩ vấn đề này sẽ được giải quyết đây. Chỉ cần chấm nhẹ khắp áo, nó sẽ lấy hết lông và vấn ra. Tốt hơn rồi, ai mà biết chất nhờn lại hữu ích đến thế chứ? Này, nhìn xanh hơn lúc nãy rồi đấy. Được rồi, đi thôi. Có ai nhìn không nhỉ? Không à, được rồi. Tuyệt, mình đã có hình của chiếc điện thoại. Đi ra chỗ khác đi, ốp lưng cũ. Mình đã in tấm hình vừa chụp, giờ mình sẽ cắt nó ra. Tiếp theo dĩ nhiên là keo rồi. Mình muốn dán hết mặt sau của tấm hình luôn, như này nè. Giờ phải dán nó vào trước khi keo khô. Cẩn thận, cắn chuẩn vào nhé. Tuyệt, được rồi. Giờ giống như cả hai mặt đều là mặt trước của điện thoại vậy. Chào. Wow, nhìn điện thoại của cậu kìa. Tôi biết là nó rất tuyệt đúng không? Đẹp quá, ganh tị với cậu ghê. Em có gì đó Matthew. Em mới quyết định mà, đưa nó cho thầy. Này, cái gì vậy? Đây chỉ là giấy dán lên thôi. Bọn trẻ ngày nay đúng là kỳ quặc. Thầy biết bọn em mà. Tôi không tin là cậu gặp rắc rối như vậy luôn. Còn ai khác thấy bong bóng không? Chẳng có gì vui hơn trò này. Bong bóng thật kỳ diệu. Ủa, dừng lại. Mình có thể thổi cả ngày. Mở em ra khỏi lớp ngay lập tức. Cô không thích bong bóng à? Cô không biết mình đã bỏ lỡ gì đâu. Em và bong bóng sẽ rời khỏi đây. Khoan, một kế hoạch đang được hình thành. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ đặt quạt điện ở bàn học, sau đó bật qua lên và có bong bóng về. Wow, quá trời quá đất, thiên vén mặt trời. Cô giáo sẽ ngạc nhiên lắm cho coi. Gì cơ, bong bóng? Lại nữa hả? Ai bày ra cái trò này vậy? Cô giáo ngơ ngác kìa. Mệt thòi luôn, mình cần phải thư giãn. Mẹ ơi, mẹ muốn chơi không? Đây, bắt lấy. Lúc khác nhé con yêu, mẹ mệt lắm. Nhưng, vâng ạ, con chỉ muốn chơi với mẹ thôi mà. Vâng, mẹ nghĩ rằng rồi nè, mẹ sẽ cần chiếc vòng này, nó chính là giải pháp. Tin mẹ đi. Con cầm đi. Bút dạ. Bên ngày con sẽ thích thú mà. Nhưng con sẽ cần giấy để vẽ. Wow, ý hay đấy ạ. May quá, dụ được rồi. Con sẽ vẽ một bức tranh thật là đẹp. Mình không thích màu này, mình cần một cây bút khác. Và mình biết chỗ tìm rồi. Sẽ có rất nhiều lựa chọn cho mình. Hãy xem mưa bút màu. Quá trời luôn. Wow, có đường màu sắc sặc sỡ, cứ như cầu vồng ấy. Thế này mình thích chứ. Tha hồ cho mình vẽ. Mình không còn là cầu thủ bóng đá nữa. Giờ đây, mình là họa sĩ. Chỉ muốn cho mẹ xem ngay. Con đã làm gì hả? Bất ngờ chưa? Không. Tất cả là tại con. Khoan, cái chai. Mẹ đang nói gì con chẳng hiểu. Con sẽ thích chưa mà xem. Đợi mẹ xíu. Mẹ có vài việc cần làm. Mình sẽ cắt đôi chai này, nhưng chỉ cần phần bên dưới thôi. Mình đã làm tương tự với ba chai khác. Tiếp theo mình sẽ dán hình dán lên. Dễ thương quá đi. Sau đó mình sẽ nối các chai lại với nhau. Thế này thôi. Nhìn đi, tặng cho con nè.
con xem đi, con có thích không? Dùng để đựng dụng cụ vẽ đấy, giữ cho bàn thật ngăn nắp. Wow, ý tưởng hay ghê, con thích lắm. Làm bài tập thôi, nhưng mình sẽ ăn que kem này đã. Ui, mắt lạnh sảng khoái. Bắt đầu nào, chắc sẽ không lâu đâu. Làm sao mình sẽ ăn kem tiếp. Đây là khởi đầu tốt. Ăn xíu nào. Ngon chịu. Hết sảy căn bà bảy. Làm bài tập về nhà thế này vui hơn hẳn. Đó, xong rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành. Bây giờ mới đến phần quan trọng. Xử lý nốt que kem nào. Ngon tuyệt cứ mèo. Khoan, nó đang chảy, chảy. Không, rơi xuống sách giáo khoa của mình rồi. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Mình đã có cách khắc phục. Mình sẽ cắt que kem theo góc như này, sau đó lấy bút dạ màu đặc. Tiếp theo mình tô màu cho que kem. Tôi kín toàn bộ luôn nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đặt nó lên một tờ giấy và vẽ phác thảo một que kem. Sau đó tô lại bằng bút dạ, chỉ cần tô đúng theo đường viền. Ok, rồi lấy keo nè. Mình sẽ phun keo vào phần kem ở trên, bắt đầu từ rìa ngoài và phun vào bên trong, giống như thế đến khi phun kín hình kem. Chỉ vậy thôi. Sau đó lấy hạt nhựa nhiều màu, mình sẽ rắc chúng lên trên keo. Đây là phần vừa nhất, và thổi bay hạt thừa đi, rồi đợi cho keo khô lại thôi. Vẫn còn một việc nữa cần phải làm, mình cần trang trí que kem. Mình sẽ viết một thông điệp: kem que làm mình thấy rất vui. Vẽ thêm nhiều trái tim nè. Vậy là xong rồi. Wow, đẹp quá đi mất. Nhìn thôi đã thấy vui. Thích lắm luôn. Ôi, cảnh báo tóc rồi. Xử lý xong ngay. Gì cơ? Hôm nay có bài kiểm tra khoa học à? Ôi, sao mình quên được chứ? Chắc mình có thể nhồi bài một chút. Thứ này chưa thấy ánh sáng khá lâu rồi. Quá nhiều bụi. Eo. Mình chẳng nhớ được gì cả. Mình sẽ trượt cái này mất. Wow. Cứ như hôm nay chưa đủ tệ ấy. Ôi mẹ ơi. Chờ đã. Mình có thể viết lên da mà. Đúng là ý tưởng xuất sắc. Mình chỉ cần viết câu trả lời lên đầu gối. Đây là cái phao thi đỉnh nhất trên đời. Mình sẽ không cần học thuộc lòng công thức nữa. Cậu biết tận dụng khoảng trống đấy, Madison. Và để đảm bảo nó không bị nhòe, keo xịt tóc đây. Tuyệt. Mình chưa từng thấy sẵn sàng như thế này bao giờ. Một tội lỗi hoàn hảo. Và khi giáo viên không nhìn thì liếc xuống đầu gối. Với một số người bài kiểm tra thật dễ dàng, nhưng với người khác, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Mình sẽ trượt môn này mất. Sao Kate biết hết đống này nhỉ? Cứ như cậu ấy học thuộc cả quyển ấy. À, sao mình ngốc thế? Liệu cô ấy có cho mình xem bài không ta? Cậu không biết mẹo đặc biệt này sao Jen? Với câu như thế này, nhân với hàng này. Rồi nhân với hàng này, hiểu chưa? Rồi cộng thêm hai số này ở đây. 6 cộng 3 bằng 9. Và đó là câu trả lời. 693. Mẹo này đỉnh thật. Wow. Cảm ơn cậu vì đã chỉ tớ nha. Không trao đổi trong giờ kiểm tra. Kate. Được cô xem. Gì ạ? Cái gì đấy? Không thể nào. Ôi trời, đúng thật kìa. 693. Loại ma thuật gì đấy? Cứ gọi tớ là bậc thầy môn toán đi.
để đây dễ thương không? Chỗ này hợp đấy. Giờ chỉ cần lấy băng dính. À, thôi nào. Đây thực sự là việc cần đến hai tay. Ok, giữ nguyên nào. Đó. Kéo đâu rồi ta? Vừa mới ở trong túi của mình mà. Thôi nào. Bực cả mình. Mình chỉ cần một mẩu băng dính thôi mà. Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Tớ cần một mẩu băng dính. Giờ để tớ nghĩ xem. À, biết rồi. Để tớ cho cậu xem. Dính một đầu vào bàn. Rồi gập hai nếp như vậy. Rồi cầm và kéo. Thấy chứ? Tuyệt vời. Giờ làm cho xong nào. Dính vào đây đi.